Được thông báo tiêm vaccine, ông chợ và nhiều người dân sống trên đảo Phú Quốc đã tranh thủ đi từ sớm. Ai cũng hồ hởi vui mừng, bởi lẽ tiêm vaccine sẽ bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh. Trước khi được tiêm thì được bác sĩ tận tình tư vấn sức khỏe, rồi cũng test, rồi sàng lọc cho tốt. Bản thân em thì không có quan trọng là xuất xứ nguồn gốc của loại vaccine được lấy từ đâu về. Chỉ cần biết là nó sẽ có lợi cho bản thân của em và mọi người ở đây được. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, Phú Quốc đã mở đợt tiêm vaccine ngừa Covid quy mô toàn địa bàn. Để 120.000 người dân được tiêm mũi 1 và 134.814 người tiêm mũi 2, gần 1.000 y bác sĩ và tình nguyện viên đã được huy động. Nó là cái điều kiện kiên quyết. Khi tất cả người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc được có cái kháng thể, và cái kháng thể này nó bao phủ hết cho toàn Phú Quốc thì sẽ đảm bảo cái an toàn cho chúng ta đón khách du lịch đến Phú Quốc. Bên cạnh công tác tiêm phòng, Phú Quốc cũng đã trình các bộ ngành dự thảo chương trình đón khách quốc tế thông qua hộ chiếu vaccine. Có 17 cơ sở lưu trú, 5 công ty lữ hành và 7 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình. Chúng tôi đang dành thời gian đào tạo cho các nhân viên để bảo đảm khi khách quốc tế đến thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp các cái dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện các công ty, doanh nghiệp đang nỗ lực đàm phán liên kết với các đối tác để mở cửa đón khách quốc tế. Bởi sau đợt tiêm phủ vaccine này, 95% người dân Phú Quốc đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau khi đạt miễn dịch cộng đồng và được chính phủ cho phép, đảo Ngọc sẽ chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế.